25 năm trước, một loài quái vật đã đổ bộ xuống trái đất, nam chính của chúng ta, Du. Từ nhỏ cậu đã bộc phát một loại sức mạnh chỉ để bảo vệ em gái khỏi loài quái vật khổng lồ đó. Và những người sở hữu sức mạnh của rồng như cậu được gọi chung là đi, trở về hiện tại. Du không biết sao bản thân lại bị đưa lên đảo này. Cậu vô tình thấy một cô gái đang tắm ở biển. Cô bị sốc khi ở đây lại có con trai nên đã dùng sức mạnh tấn công cậu. Nhưng cô tự hủy và cậu phải đưa cô lên bờ. Cô vẫn hoảng loạn vì trước giờ chưa hề có con trai ở đây cậu cũng không biết sao bản thân lại ở đây cậu chỉ nhớ là bản thân là quân nhân và đang được đưa đi đâu đó và khi mở mắt ra thì ở đây cậu biết tên cô là aizit và muốn cô mặc lại đồ trước rồi trả áo cậu đây cô sợ cậu là trò biến thái nên la làng đúng lúc này thì cô em gái đã xa cách của du là mitsuki xuất hiện cô đã đưa cả hai về lại trường và cho biết từ giờ du sẽ nhập học vào trường này luôn dù nơi đây chỉ toàn con gái cô muốn cậu cứ mặc đồng phục rồi đến trường cô sẽ giải thích chi tiết hơn cậu đến trường và gặp cô chủ nhiệm cô có quân hàm cao hơn du nhưng ở trường thì cậu không cần để ý điều đó mà chỉ cần biết cô là chủ nhiệm lớp cậu học cô sau đó đã kiểm tra thử trình độ của cậu cậu biết trường này được lập nên để giam giữ những đi như cậu nhưng dần dần trường đã tách khỏi quân đội và quyết định nuôi dạy những đi để họ dùng sức mạnh giúp ích cho xã hội sức mạnh của họ là đến từ một loại năng lượng gọi là vật chất tối và dùng nó để chống lại quái vật cô nhận thấy cậu chỉ mới biết một nửa còn lại đều là những bí mật trường chưa công bố ra cậu sau đó đã đi cùng mitsuji đi gặp mọi người vì cô là chủ tịch hội học sinh nên khi tuyên bố với trường thì cô cho biết du sẽ bị phạt nặng hơn nếu cậu vi phạm cậu thừa nhận bản thân còn non kinh nghiệm nhưng nói vậy thì cậu sẽ gặp nhiều phiền phức và cả cô cũng vậy cậu còn được xếp vào trung lớp với cô nên phiền phức hơn nữa cậu sau đó được xếp vào lớp và ai giết cũng ở đây một cô gái là lisa không chấp nhận cậu và muốn cậu chứng tỏ bản thân cậu đã sử dụng vật chất tối một loại vật chất toàn năng để biến nó thành súng Họ thấy cậu có tài nhưng lại dùng vào tác dụng khá vô bổ vì ở đây cậu sẽ phải đấu với quái vật nên khẩu súng là không đủ. Cô giáo cho cậu thấy 7 loài quái vật được phát hiện suốt 25 năm qua. Tổng cộng 7 con và sắp tới họ sẽ xử lý con màu đỏ có bộ giáp cứng như kim cương này nên súng sẽ chẳng ăn thua. Tuy bị xem thường nhưng chí ít cậu đã được xem là một người đủ tiêu chuẩn. Aizit có nhắc về vụ hồi sáng như là việc cậu thấy cô tắm hay là đè cô xuống khiến Lisa thấy cậu đáng ghét hơn lúc đầu. Họ sau đó đã có tiết luyện tập. Dù thấy nơi này được xây khá kiên cố thì Aizit cho biết là để tránh gây ra vụ nổ trong quá trình chuyển hóa vật chất tối. Cậu đã giúp Aizit khởi động và Mitsuki cho biết cậu sẽ quan sát ở phòng chỉ huy. Người đầu tiên là Lisa, cô đã vật chất hóa ra một ngọn giáo. Cô giáo cho biết chỉ 1% vật chất bị biến thành lớp vỏ là cây giáo còn 99 phần còn lại vẫn là vật chất được chứa bên trong cây giáo. Cô dùng một đòn đã hạ được con quái mô phỏng, người thứ hai là Fiji. Cô gọi ra một cuốn sách phép và tung đòn. Cô giáo cho biết thay vì nghĩ ra súng thì những cô gái đây nghĩ ra ma pháp, nên năng lực này chỉ bị giới hạn bởi trí tưởng tượng của người sử dụng. Người tiếp theo là Jen, cô gọi ra cây búa có thể đập ra những mảnh đá, người kế đến là Lin. Cô có khả năng tạo lá chắn cho đồng đội, Mitsuki là một cây cung. Cô giáo cho cậu biết về việc những con quái xuất hiện ở nhiều nơi khác nhau là vì chúng muốn tìm những đi có dấu ấn hợp với chúng. Hai năm trước, lúc họ đấu với con quái bạch tuộc thì một nữ sinh đã bị nó đồng hóa và biến thành đồng loại họ buộc phải xuống tay với nữ sinh đó nơi đây từ đó cũng trở thành nơi bảo vệ cho những cô gái có dấu ấn trùng với quái người tiếp theo là aizit cô gọi ra cây gậy phép nhưng xài phép thì liên tục tự hủy cô đã thất bại nhiều lần nhưng vẫn chưa từng bỏ cuộc cậu sau đó đã đưa aizit về và cho rằng cô nên sửa đổi thay vì cứ dậm chân tại chỗ bởi có tinh thần cố gắng thôi là chưa đủ cô có cho biết bản thân mới thức tỉnh sức mạnh một năm trước khi một con quái đã đánh sập thuyền của gia đình cô nhưng cô không muốn trả thù mà chỉ muốn chiến đấu theo nghĩa vụ Cô cũng thắc mắc sao cậu lại quan tâm cô như vậy. Dù cho rằng cô rất giống Mitsuki thời trước vì rất thành thật với bản thân, đột nhiên có báo động và cậu không biết nó có nghiêm trọng không. Nhưng dấu ấn của Aizit đã phát sáng chứng tỏ lần này cô sẽ là mục tiêu. Cậu sau đó có về phòng thì nhận được cuộc gọi từ chỉ huy của cậu hồi trong quân đội là Loki. Loki xin lỗi vì đột ngột đưa cậu đến đó. Anh ta cho biết nhiệm vụ của cậu là phải xử lý những đi đã đổi màu dấu ấn để tránh họ thất bại trong việc chặn đứng quái vật và khiến chúng sinh sôi. Cậu được quyền chọn nhưng nếu cậu từ chối thì anh ta sẽ dùng biện pháp tàn nhẫn khác. Sáng hôm sau, cậu nghe tin từ Isis rằng con quái lần này chính là con đã đánh sập thuyền của Isis năm xưa. Nó đang đi theo một quỹ đạo thì đột nhiên chuyển hướng và nhắm đến học viện. Dự kiến 33 tiếng nữa nó sẽ đến. Mitsuki muốn ai có dấu ấn đổi màu thì cứ nói ra và cả trường sẽ không bỏ rơi người đó. Cậu giờ mới nhận ra Isis là người bị nhắm đến nên đã đi tìm cô. Cậu hỏi thì không ai biết nên cậu quyết định cúp tiết và nhờ Mitsuki nói lại với giáo viên cậu chạy đến phòng aizit tìm cô cũng không thấy cậu đi quanh thì gặp cô đang ở trên tầng thượng cậu lên và muốn xem ấn của cô cô thú nhận luôn và đã có ý định nhảy xuống nhưng đã do dự cô sợ mọi người sẽ thất bại và rồi cô sẽ biến thành quái và hại lại mọi người du hứa là cậu sẽ xuống tay nếu điều đó xảy ra vì cậu cũng từng là sát thủ số một thế giới cậu đã đưa aizit về kiểm tra và khám tổng quát mitsuki cho biết lần này cậu sẽ không cần phải ra đội tiên phong để chiến đấu mà hãy ở cạnh để bảo vệ cho aizit cậu cũng đã nói với mitsuki về việc cậu và loki đã bàn bạc và cậu chọn làm vệ sĩ là để tránh loki gửi người đến ra tay với aizit trong trường hợp họ thất bại cô không chấp nhận cậu làm người xuống tay cô muốn nhận trách nhiệm nặng nề đó cậu sau đó có gọi cho loki và muốn anh ta đừng nhúng tay vào vì cậu đảm bảo sẽ ra tay nếu cần thiết cậu có gặp lại lisa và cho biết bản thân sẽ là vệ sĩ cho aizit cô lo cho aizit vì những chị em ở đây đều xem nhau như người một nhà và cô nói trước là bản thân vẫn chưa tin tưởng cậu cô cho biết đây sẽ là trận chiến của họ sau hai năm trời cậu có hỏi thêm thì lisa nói ra luôn rằng hai năm trước người nữ sinh bị hóa quái vật đã bị mitsuki xuống tay kết liễu cô vẫn chưa thể tha thứ cho mitsuki dù biết điều đó gần như là bắt buộc cậu sau đó đến phòng aizit và thấy cô vẫn ổn trong phòng cô đã chủ động ngồi sát lại với cậu vì lúc cậu ôm lấy cô trên tầng thượng thì cô thấy rất ấm áp và đáng tin cậy cô biết con trai thích nhìn quần nhỏ nên cô muốn cho cậu xem như để cảm ơn cậu đã từ chối Cô định đi tắm thì quyết định để Du tắm trước vì sợ cậu tắm sau thì sẽ làm trò biến thái với nước tắm. Cậu đành vào trước thì cô đã chui vào luôn để ký lưng cho cậu. Lúc ngủ thì cô cũng muốn cậu ở cạnh cô vì cô sợ đây là đêm cuối. Cô cho rằng cậu là người tốt với cô nhất từ trước giờ. Cậu muốn cô bớt suy nghĩ tiêu cực mà hãy nghĩ về những khả năng cô có thể tiếp tục sống cùng bạn bè và những cô gái ngoài kia sẽ thành công tiêu diệt con quái. Cả hai đã đi ngủ và Du đã mơ về lúc cậu cùng Mitsuki lúc nhỏ cả hai lúc đó còn ngây thơ và còn tính đến việc kết hôn cùng nhau. Cậu tỉnh dậy thì nghe ai cho biết là con quái đã đến. Nó đã đâm thủng qua lớp bảo vệ đầu tiên, những lớp tiếp theo đều lần lượt bất lực trước nó. Tên lửa súng đạn gì đều bất lực trước nó. Năm cô gái buộc phải ra trận, cả bốn cô chủ lực đều dồn chiêu vào nó nhưng chẳng thấm thiế gì. Nó gầm lại một tiếng thì giáp của Linh cũng bị phá tan. Những cột tháp phòng thủ và camera đều bị phá. Loki đã gọi đến cho cô giáo buộc cô phải gọi dù đến cô cho biết loki đã cho người lên đây và cậu cần biết vị trí vì aizid đã đặt tính mạng cô vào cậu nên cậu phải là người chịu trách nhiệm đối với cậu chỉ cần là con người thì cậu tự lo được cậu tìm đến cửa ra và muốn aizid ngồi yên đây và cậu sẽ không giết họ nên cô đừng lo cậu lấy súng chạy ra và bắn trả lại những phát đạn không quá lâu cậu đã xử lý hết toàn bộ cậu đã hoàn thành lời hứa nhỏ với aizid là sẽ an toàn trở lại đột nhiên một kẻ tính bắn lén thì aizid đã dùng được phép chặn lại cậu thấy cô cũng có tiến triển cả hai đã tìm đến phòng tuyến cuối chờ quái mitsuki tìm đến và cho biết họ đã thất bại trong việc chặn quái và giờ cô đến đây thực hiện nghĩa vụ của bản thân giống như năm xưa nhưng du không cho phép cô ra tay với aizit cả hai cãi nhau một lúc thì cậu đã tiến đến gõ vào đầu cô vì cả hai đã giao kèo là khi cãi nhau thì sẽ gõ đầu ai thì người gõ thắng cậu cho rằng thay vì bi quan thì họ nên đấu với nó đến hơi thở cuối du và aizit sau đó đã đến hội quân với nhóm bạn du cho rằng aizit có khả năng tạo ra cầu phát nổ ở vị trí chỉ định nên có thể xuyên qua giáp của con quái cô khá run nên cậu đã động viên cô và cho rằng cô nhắm chuẩn thì sẽ có hy vọng sống sót cô đã đặt bom vào trong lớp giáp khiến con quái bị ảnh hưởng cô liên tục xả bom khiến kết giới đã dần lủng những người còn lại bắt cơ hội và xả hết toàn bộ vào nó nhưng dù có làm đến vậy thì nó vẫn quá trâu cô giáo thấy nó như vậy thì lo lắng sự kiện trước đây sẽ lại xảy ra Cậu thấy Aizit đang dùng hết sức để ngăn con quái cướp cô khỏi mọi người. Cậu đột nhiên nhớ lại trước đây lúc cậu và Mitsuki chạm mặt quái thì cũng có chuyện tương tự xảy ra. Một giọng nói đã gọi cậu và nó tự nhận bản thân là long thần diêu Nó muốn lập giao ước với cậu. Nó sẽ cho cậu sức mạnh đổi lại là nó sẽ lấy đi ký ức của cậu. Cậu đã bước lên và chấp nhận giao kèo của nó đồng thời mượn sức mạnh của Aizit. Sức mạnh đã được chuyển đến cho cậu vì Ixazil cũng muốn những con quái vật khác diệt vong cậu tạo ra một khẩu pháo lớn và tận dụng sức mạnh của Aizit mà đẩy lùi con quái. Mitsuki cũng nhồi thêm một phát nữa khiến nó đăng xuất, cậu sau đó cũng gục đi và khi tỉnh lại thì Loki có gọi đến khen ngợi. Cậu cũng gặp lại Mitsuki và cô cũng khá lo cho tình trạng sức khỏe của cậu. Cậu đã tìm đến Aizit và cô cảm ơn vì cậu đã cứu sống cô. Cô cũng muốn tặng quà cảm ơn bằng một cái hôn, vài ngày sau đó. Dù đang ngủ thì nghe tiếng Mitsuki hét nên chạy qua và vào phòng không gõ cửa nên bị cô đuổi ra. Cô thấy cậu dạo này khá lạ khi vào phòng em gái mà chẳng gõ cửa. Đến trường thì cậu lần đầu được ly ra chào. Cô biết ơn cậu vì đã giúp cho chiến thắng lần trước nhưng tạm thời chỉ xem cậu như bạn cùng lớp. Cậu không thấy ai giết đâu nên đi tìm thì thấy cô đang đi chầm chậm vì quên mặc quần nhỏ. Cô sợ bị gọi là biến thái và sợ Du thấy ghê nên cô định về thay. Tiết đầu tiên hôm nay là kiểm tra sức khỏe nên Du sẽ đi khám riêng. Cậu đi gặp hiệu trưởng và cô cho biết bản thân không thể để cậu làm loạn buổi kiểm tra mục đích của buổi kiểm tra lần này là vì con quái có lớp vỏ cứng kia đã đột nhiên di chuyển khỏi nơi ẩn náu nên cô nghi ngờ có người đã chuyển màu dấu ấn cô chỉ liếm qua dấu ấn của cậu và thế là xong kiểm tra cô không hứng thú với con trai và xem cả trường này như harem của mình cô có rủ cậu đi xem trộm gái ở buổi kiểm tra và vì cậu cũng muốn nên cô xem cậu như đồng chí luôn cô hầu đã giữ hiệu trưởng lại và cho cậu về mitsuki sau đó đã tổ chức họp hội đồng học sinh và cho họ biết là quân đội mới gửi đến đây hai người nữa và cô gái tia đây chính là người mà con quái đang nhắm đến. Mitsuki cho biết tia là người nhưng cô bé lại tự nhận bản thân là rồng. Cô bé đã làm loạn lên buộc Du phải chạy lên xem thử. Điện sáng lên thì Du nhận ra đây là bé gái năm xưa cậu cứu trong một nhiệm vụ. Cô bé cũng nhận ra cậu và xem cậu là chồng định mệnh. Du cho biết trước đây tia bị bọn mafia bắt cóc. Do nước mắt của cô có thể tạo thành đá quý, cô giáo đã xếp tia vào trung lớp với Du vì chỉ cậu kiểm soát được tia. Vừa đi ra tia đã chạy đến ôm lấy cậu nghe việc mitsuki là em gái cậu thì cô bé xem cô là chị dâu luôn lúc về lớp thì ai giết cố làm thân nhưng bị lơ cô cũng ngồi chung một chỗ với du cô cho rằng bản thân chỉ cần có chồng yêu là được cả hai đã đi chơi và du liên tục nghe việc tia tự nhận bản thân là rồng thay vì là người cậu không hiểu lý do là gì lúc về ký túc tia vẫn cứ bám lấy du hai cô gái đành phải sang phòng cậu để dạy tia học thêm kiến thức và cô bé làm được đúng hết nên đòi tắm chung để làm phần thưởng Mitsuki cho phép và cô bắt tất cả phải mặc đồ bơi của trường khi vào, dù chỉ muốn họ ra bớt vì giờ trong này quá chật rồi. Tối đó, lúc Tia và Aizit đã đi ngủ thì cậu có hỏi Mitsuki về việc Tia luôn xem bản thân là rồng. Cô cho biết là quân đội tìm được Tia ở trong một tà phái tôn thờ rồng. Ở đó Tia đã luôn bị gọi là rồng nên cô đã bị ảnh hưởng bởi điều đó. Cậu có nghe qua tà phái đó và cậu cũng đã từng nhận nhiệm vụ xử lý chúng. Cậu sau đó đã cùng em gái đi ngủ và sáng hôm sau đã dạy Tia phải làm quen mọi người cô vào lớp và bắt đầu làm quen với từng người và nhận ra họ cũng không quá xấu cô được ai nấy chào đón và chịu nghe lời hơn trước hòa đồng với các cô gái hơn aizit cũng muốn ngồi vào lòng du thì cậu không cho ngày hôm sau lisa đã dẫn tia đến phòng tập để dạy cô về cách tạo ra vũ khí nhưng tia thử làm thì cô đột nhiên bị những hình ảnh hồi ở tà phái ám ảnh và rồi mất kiểm soát cô bị biến thành một con rồng cậu đã lao đến cứu lisa và lỡ tay bóp bưởi cô May là cô không tính toán vào chuyện đang xảy ra đây có thể là do tia tin việc bản thân là một con rồng nên cô mới tưởng tượng ra vũ khí là một con rồng. Lisa đã lấy giáo ra bắn vài phát liên tục và khiến tia thoát ra khỏi giáp rồng. Du đã đưa cô bé đi y tế và quyết định sẽ nói thẳng ra lúc tia tỉnh lại. Cậu có vô tình gặp nữ sinh thứ hai được chuyển đến đây là Honoka. Cô gặp tai nạn trong lúc tập luyện và cần cậu giúp bôi thuốc lên lưng. Cô ở trên quỹ đạo di chuyển nên bị đưa đến đây gia đình với cô cũng không sâu sắc lắm và bạn bè cũng không có nên Du đã cho biết nếu cô gặp vấn đề thì cứ đến gặp cậu. Cậu sau đó có nghe Loki gọi đến và anh ta cho biết tà phái kia đang lên kế hoạch đòi lại tia và tình huống nghiêm trọng nhất thì người nguy hiểm nhất mang tên Kili sẽ bị điều đến. Tia sau đó đã chạy đến gặp cậu và cậu muốn bàn một chuyện quan trọng. Cậu hỏi tia thấy mọi người ra sao thì cô cho biết họ rất tốt, nhưng cô đã suýt khiến Lisa bị thương. Cậu muốn cô thôi xem bản thân là rồng vì cậu là con người và không thể ở bên một con rồng. Ở đây ai cũng có sức mạnh giống cô và ai cũng chọn sống như con người. Cậu sau đó có hỏi về gia đình cô thì cô nhớ ra tất cả đều chỉ là giả dối. Những người đó đã bị thiêu dụi tất cả chỉ còn lại Kili. Cậu cảm ơn vì Tia đã nói ra. Lúc trở về, Tia đã xin lỗi Lisa và mọi người vì gây rắc rối. Lisa chỉ gõ lên đầu cô bé một cái xem như hình phạt khiến Tia thấy cô tốt như mẹ trước đây. Sẵn ở đây cả thì Aizit muốn tất cả cùng đi chơi một chuyến. Họ quyết định ra biển chơi. Aizit đã khoe đồ bơi với Du khiến tia thấy ghen nên thách đấu Aizit. Hội còn lại sau đó cũng đến khoe đồ bơi với cậu. Mitsuki cho rằng cậu nói như thể một tên quấy rối thích đánh giá các cô gái. Cả nhóm sau đó đã cùng nhau chơi suốt một ngày. Có người câu cá, có người chơi cát, người nằm tắm nắng. Có lúc thì cùng nhau đánh bóng truyền. Đến tận chiều, hai người câu vẫn chưa được con cá nào. Hiệu trưởng có tìm đến để xin tham gia và cô mang luôn cả mớ đồ đến để nướng. Tối đó cả nhóm đã làm tiệc thịt nướng và cô hiệu trưởng đến đây một phần là để xem tia ra sao. Cậu chắc là cô bé sẽ chọn làm con người thay vì rồng. Cô sau đó bị hầu gái lôi về mà chưa kịp tận hưởng gì. Dù sau đó cũng về thì nhận thông tin Loki gửi đến và biết Kili là nữ, cao 1m6 và là người đứng đầu tà phái đồng thời gây ra hơn 300 vụ khủng bố. Là một đi hệ lửa và luôn xem bản thân là rồng, Du sẽ không để tia giống như cô ta. Đột nhiên cả trường bị tấn công bất ngờ bởi một con quái vật bị bất ngờ quá và hệ thống phòng thủ vẫn nguyên vẹn nên cả trường tạm thời phải sơ tán qua điều tra thì con lần này rất khó nhằn và cũng nhắm vào tia họ đã phải đưa tia đi sơ tán và người được giao canh giữ là lisa còn du sẽ tham gia chiến dịch cậu cố an ủi tia là bản thân sẽ trở về với cô mitsuki đã lên kế hoạch cho từng người sắp xếp vào từng vị trí khác nhau cô giáo sau đó gọi đến và cho biết con quái lần này gần như bất tử vì độ hồi phục của nó là rất khỏe cả cơ thể nó cũng có nhiệt độ cao nên tránh lại gần tuy nhiên nãy giờ thì nó chỉ đứng yên một chỗ chứ không hề di chuyển mitsuki biết du xử lý được vì năm xưa hai anh em đã chạm mặt nó và khẩu pháo của cậu đã đuổi được nó đi tuy là biện pháp tạm thời nhưng chỉ ít đó là cách duy nhất mitsuki muốn chắc về việc cậu sử dụng sức mạnh này cậu biết là sẽ phải đánh đổi nhưng cậu buộc phải bảo vệ tia và cả học viện trong lúc đó lisa muốn tia hãy tin tưởng ở du vì đó là phẩm chất của một người vợ nên có đột nhiên cả hai bị tấn công và người ra tay không ai khác ngoài kili cô ta đến đòi tia lại nên Lisa phải lấy vũ khí ra chống trả. Nhưng đòn của cô không chạm được cô ta mà cô ta thì chỉ cần búng tay là cô đủ bị thổi bay. Lisa buộc phải chạy cùng tia nhưng vẫn bị Kili dí theo. Cô ta phá tan cánh cửa kiên cố chỉ để tìm cả hai và Lisa vẫn quyết không giao ra tia. Cô tạo một lỗ trên tường để thoát nhưng Kili một lần nữa cho cô một chiêu. Dù cảm thấy không ổn nên quyết định chạy về. Lisa lúc này đã bị thương không ít Kili đã kéo tia đi thì cô vẫn cố kháng cự để đòi lại nên cô ta giải quyết dứt điểm luôn. Dù lúc này chạy về thì chạm mặt Kili, cậu tạo súng ra bắn thì cô ta nung chảy cả đạn lẫn súng. Cậu lấy súng bắn đạn nitơ thì cô ta khiến không khí quanh cậu biến mất để cậu khỏi thở tia xin cô ta dừng tay thì cậu mới thoát được. Cô ta muốn tia lựa chọn và cô bé chấp nhận sẽ trở thành rồng để bảo vệ mọi người. Dù không chấp nhận và cố gọi tia tỉnh ngộ, cô bé nhận ra bản thân ở đây vui hơn và cô chọn làm con người thay vì rồng. Kili định xử cô bé rồi quăng cho quái thì du bằng cách nào đó đã sử dụng được năng lực kết giới của con thủy quái lần trước và đẩy cô ta ra. Cô ta cho rằng cậu sẽ hối hận khi không giao nộp tia ra, con quái vật bên kia giờ cũng đã di chuyển và nó bắt đầu tàn phá xung quanh học viện. Kili sau đó đã bỏ đi và du cố hỏi cô ta thực sự là gì. Cô ta nhẹ nhàng trả lời bản thân là rồng, nhưng cậu có thể xem cô ta là gì cũng được. Mitsuki sau đó đã cố liên lạc với mọi người nhưng cô giáo chẳng nghe gì, Lisa cũng chẳng nghe gì được mỗi du phản hồi và cậu muốn biết em gái có kế sách gì cô nhận thấy mọi năng lực tấn công đều vô dụng với nó nhưng nếu họ dùng gió để đưa nó ra khỏi trường thì có thể tấn công toàn lực mà không hại đến trường tia lên tiếng rằng bản thân cũng muốn chiến đấu nhưng ai giết sợ con quái đang nhắm đến cô bé nên không muốn cô ra trận du cũng sợ cô bé mất kiểm soát nhưng cô bé cho rằng bản thân không còn là rồng nữa nên sẽ không sao cô muốn chiến đấu cùng mọi người nên mitsuki đã cho phép vì khát vọng bảo vệ ai đó sẽ cho ra một sức mạnh rất lớn lao du và tia sau đó đã làm mồi nhử bằng cách chạy ra biển khiến con quái đuổi theo nó vừa quay lưng với những cô gái thì họ đã dùng toàn bộ phép liên quan đến gió để kết hợp lại và xô ngã được con quái vật nó vẫn với tay cố bắt tia thì cô bé đã thức tỉnh sức mạnh và tạo ra một đôi cánh có thể vừa phóng ra gió và còn có thêm cả xét du một lần nữa mượn sức mạnh từ x ra và triệu hồi ra một khẩu súng có thể bắn ra viên đạn phản trọng lực khiến con quái bay lên nó sau đó đã rơi xuống lại và những cô gái đã đếm ngược để chuẩn bị khai hỏa du muốn mượn sức mạnh từ tia và rồi sau đó một lần nữa giao kèo với ích gia diêu để lấy ra khẩu pháo cậu quyết định sẽ bảo vệ những thứ ở hiện tại dù cho có phải hy sinh mọi điều ở quá khứ nó vừa rơi xuống thì các cô gái đã tung chưa đẩy lùi nó ra ngoài biển du nhồi thêm một phát đạn nữa và khiến nó hoàn toàn xa bờ mitsuki xác nhận con quái đó đã bị tiêu diệt và ai nấy đều vui mừng du vẫn vui vì bản thân vẫn chưa có biến đổi quá nhiều hiệu trưởng giờ mới chui lên từ đống đổ nát Cô cay cú vì mất hết bộ sưu tập và thề sẽ xiên nó nếu còn hồi sinh lần nữa. Hầu gái cho rằng đây là do cô đòi xây văn phòng ở quá cao, nên nhìn qua cô chủ nhiệm mà học tập. Cô chủ nhiệm làm luôn cái hầm trú ẩn cho học sinh. Lisa bị thương khá nặng nhưng giờ cũng đã tỉnh lại và Tia đã ôm lấy cô và cảm ơn vì đã liều mình để bảo vệ tia. Sau hai trận chiến vừa rồi thì xác nhận trường không thiệt hại quá nhiều, nhưng vấn đề bây giờ là con vỏ kim cương kia vẫn còn đang nhắm đến đây. Trong lúc đó, Nhóm của Du nhận thấy cái ký túc giờ gần như tan tành và chỉ còn vài phòng ở được. Tia và Aizit đều muốn Du qua ở chung, Tia cho rằng bản thân sẽ là vợ của Du nên ở chung sớm cho quen. Cô nhóc còn hôn một cái để đánh dấu chủ quyền nhưng Aizit trước đó đã lấy chủ quyền rồi. Mitsuki tìm đến và cho biết Du sẽ ở trong phòng sinh hoạt chung kế phòng cô. Tối đó, Du nhận thấy em gái có vẻ đang giận gì đó, cô cho rằng bản thân đang viết báo cáo nên đừng làm phiền. Cậu muốn em gái nói ra việc con quái này vốn đang bị quân đội đánh chặn ở nơi khác thì đột nhiên bị dịch chuyển đến đây. Cô cũng biết rõ năng lực phản trọng lực mà Du đã dùng kia là của con thủy quái và cậu đang giấu họ quá nhiều thứ. Nhưng cậu vẫn không muốn nói ra về cái giá cậu phải đánh đổi nên cô lái sang chuyện cậu đã hôn ai giết thì nhận thấy điều đó có vẻ là thật. Cô muốn cậu tự giải quyết vấn đề riêng này và cũng muốn xin lỗi Aizit vì nụ hôn đầu của cô với Du nhưng Du thì đã mất nụ hôn đầu cho Mitsuki. Cậu không nhớ được việc đó còn Mitsuki thì muốn quên đi vì đó là thời trẻ con nên cậu cho rằng em gái đang xem những khoảnh khắc ấy như chưa từng tồn tại. Cô thấy cậu đúng là tử tế nhưng cô thì không thể vì lỗi lầm vẫn luôn bám lấy cô. Cô chi biết chiến đấu nên du hứa sẽ chấm dứt trận chiến đó. Đêm đó, Mitsuki nằm mơ về cô bạn hai năm trước, người đã bị quái vật gọi đi và biến thành quái vật. Ngày hôm sau ở lớp, Aizit và Tia cứ liên tục nung chiều du quá mức khiến Lisa phải lên tiếng. Cô cũng muốn cảm ơn vì Tia đã giữ cô được sống sót đến giờ cậu cũng khen Lisa vài câu khiến cô cũng ngại. Cả lớp sau đó đã được cô chủ nhiệm nhắc về con quái đỏ kia. Nó lúc này đang vượt biển để hướng đến đây. Nó có thể bắn ra mấy tia gì đó từ mắt và hóa nước biển thành muối. Nếu nó đến được hòn đảo này thì nơi này sẽ còn thảm hơn khi đấu với con trước đó. Họ quyết định sẽ lại lấy tia làm mồi nhử và kéo con quái tránh khỏi trường. Họ sẽ đến một hòn đảo không người và tiêu diệt con quái tại đó. Chiều đó, cậu có đến gặp Aizit và muốn chắc chắn cô có thể đi tàu trở lại sau chuyến tai nạn năm xưa hay không? Cô đã giữ ký ức với gia đình và sẽ không sợ hãi về việc đi tàu. Cô vượt ngoài mong đợi từ Du nên cậu muốn hiểu cô thêm nữa. Sáng hôm sau, cả nhóm chính thức lên đường và hiệu trưởng vẫn thấy sót khi các nữ sinh rời đi. Chủ nhiệm cho biết quân đội sẽ hợp tác với họ trong nhiệm vụ này và đã gửi đến một nữ sinh có thành tích cao nhất trong kỳ kiểm tra. Người đó không ai khác ngoài Honoka. Aizit bất ngờ khi cô mới đến đã có thành tích cao nhưng cô không dám nhận quá nhiều. Du hy vọng được Honoka giúp đỡ. Tia sau đó tìm đến để kéo Aizit lẫn Honoka đi xem cá heo. Cậu vào trong thì thấy hai cô bạn đang vừa đọc sách vừa xem máy tính khi đi thuyền rồi còn than mệt. Cậu bắt đầu giống phụ huynh châu Á khi muốn cả hai ra ngoài chơi với hít khí trời cho đỡ mệt. Cậu ra ngoài thì đột nhiên thấy Lisa và em gái cậu đang cãi nhau vì vấn đề năm xưa. Lin đã kéo cậu vào trong. Cô muốn can ngăn nhưng lại không dám. Lisa cho rằng bản thân không thể tha thứ cho Mitsuki. Còn cô thì cứ ôm hết tội lỗi về bản thân và không muốn chia sẻ nó ra cho ai khác. Cậu về phòng suy nghĩ thì Phi Di tìm đến đòi lại sách mà cậu đã lấy khỏi cô. Cậu định spoil nên cô chạy đến bịt miệng lại. Nhưng cậu chưa hề đọc. Cô sau đó đã mò mẫm cơ thể cậu để hiểu biết hơn vì sau này muốn viết sách. Cô nhận thấy nhịp tim cậu tăng lên thì cậu cho rằng bị gái sinh đè lên thì ai cũng vậy. Cô đã lưu lại và muốn cậu cứ tiếp tục tán tỉnh Lisa thì cậu không hiểu lắm. Cậu muốn xin ít thông tin về Lisa từ cô. Cậu. cậu thấy em gái và Lisa cãi nhau nên muốn cả hai bằng cách nào đó để làm lành với nhau. Fiji cũng thấy việc cả hai cứ cãi nhau như này thì cũng không hay vì cả hai đang tổn thương nhau chẳng vì lý do gì. Cậu thắc mắc về việc hai năm trước thì Fiji cho biết Lisa không hề oán giận Mitsuki dù chỉ một chút. Cậu đi tìm em gái và muốn nghe về thời gian 3 năm cả hai xa cách. Nếu được thì về cả cô bạn kia luôn. Cô không muốn nói lắm nhưng sẵn sàng kết nếu được ôm lấy tay cậu. Cậu đành em gái ôm một bên tay và cô đã kể về người bạn mà cô đã ra tay. Cô bạn đó là Misa và ngày Misa đến là một ngày rông bão. Cô nhận xét Miza là một người đẹp ở cả trong lẫn ngoài. Cả hai đã kết thân với nhau và thường nói chuyện về cô chủ nhiệm kiêm chị gái của Miza, cả hai đã thành bạn cùng phòng, bạn chung lớp, bạn cùng tập luyện và chiến đấu. Phần nào trong cô thấy ghen tị với tài năng của Miza, nhưng sự thánh thiện của Miza đã xua tan đi điều đó. Miza luôn dành sự ưu tiên cho cô nên thi thoảng vẫn ra quyết định sai. Trong lần đó, lúc báo động về quái vật vang lên thì con quái là một con bạch tuộc và nó nhắm đến Miza. Cô đã đứng hình và không phản ứng gì lúc đó vẫn chưa ai biết về vụ bị nhắm đến nên chẳng có cách nào đối phó misa nhận ra con quái nhắm vào cô nên xin mitsuki cứ đi trước nói xong thì cô cứ thế tiến vào miệng con quái và từ một con quái phút chốc đã trở thành hai mitsuki dường như nghe được tiếng của misa và cô muốn mitsuki cứ ra tay cô dương cung bắn hạ được con gốc nhưng còn con quái do misa biến thành thì cô không nỡ cô chủ nhiệm cho mitsuki bắn và cô sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm dù cắn dứt nhưng mitsuki vẫn buộc phải lấy cung lên bắn thẳng vào người bạn thân sau khi nghe toàn bộ sự việc, cậu nhận thấy em gái nên xin Lisa tha thứ. Cô không muốn vậy mà chỉ muốn Lisa cứ oán hận cô. Nhưng cô vẫn muốn được tha thứ nên Du đã động viên em gái làm theo con tim. Cô cũng không muốn bị xem là kẻ chạy trốn nên sẽ làm theo. Sáng hôm sau, Lisa chạy đến chất vấn Du khi đã nhúng tay vào chứ Mitsuki bình thường chắc chắn sẽ không đến xin cô tha thứ. Cậu biết cô không có thù hằn gì với Mitsuki thì cô cũng biết là có phải Fiji nhúng tay. Cậu xin Lisa hãy hạ cái tôi xuống và tha lỗi cho em gái cậu cô chấp nhận nhưng sẽ ra một điều kiện ép Mitsuki thực hiện. Trong lúc đó, Loki đã đến gặp đại tướng và ông ta đang cho chế tạo một quả bom khổng lồ để ném lên đầu con quái vật. Quay lại với nhóm của Du, cả tàu đã cập bến hòn đảo và cô giáo cho biết vẫn còn 3 ngày nữa con quái mới đến nên họ cứ thư giãn tận hưởng. Honoka đã làm cho cả nhóm một tấm hướng dẫn du lịch trên đảo này. Ai nấy đều quyết định sẽ đi suối nước nóng gần núi lửa trước tiên. Du cảm ơn cô vì đã giúp cả nhóm có thêm thời gian để nghỉ ngơi sau những quãng thời gian chiến đấu mệt mỏi. Cả hội sau đó đã kéo nhau đi và Fiji đã giữ Du lại. Cô cảm ơn cậu vì đã giải quyết giúp vụ lùm xùm giữa hai cô bạn cùng nhóm và để cảm ơn thì cô cho cậu vé đến suối nước nóng trong một ngày. Cậu nghĩ là cả hội con gái đều đồng tình về cái phiếu này. Nhưng tối đó, khi cậu đến ngâm mình thì hội kia cũng đến nốt. Cậu đành nấp ra phía sau và biết bản thân đã bị Fiji chơi sỏ. Ai nấy đã nhảy hết xuống nước và nghĩ rằng nếu có Du ở đây thì xem như đông đủ. Có điều cũng là đông đủ thật. Hội con gái đang chơi đùa thì Fiji đã lẻn ra sau gặp cậu. Cô hy vọng cậu sẽ thích món quà này và nhìn lén thoải mái, nhưng cậu không được tự nhiên lắm khiến cô sấn đến. Cậu lỡ nói to khiến ai nấy để ý, nhưng may mắn là có tin nhắn gửi đến nên việc của cậu được tạm thời bỏ qua. Cô nghe tin thì đã thông báo rằng chiến dịch mà quân đội lên kế hoạch sẽ bắt đầu vào ngày mai. Sáng hôm sau, con quái vẫn đang từ từ bước đi trên muối biển. Nó chiếu tia đến đâu là nước biển hóa thành muối đến đây. Đại tướng đã gọi đến cho cả nhóm và cho biết ông đã có vũ khí để xử lý con quái, như đã biết tia của con quái có khả năng gây ra sự bào mòn, nói dễ hiểu là nó gia tốc thời gian của vật bị chiếu chúng lên gấp nhiều lần. Ước tính thì khả năng gia tốc của nó là gần 2.000 năm, dính cái thì chỉ còn cái bộ hài cốt, cho nên ông gọi nó là một thảm họa. Tuy nhiên ông đã có cách là sử dụng một quả bom làm từ thứ kim loại không thể bị bào mòn, một thứ kim loại trường tồn là mithril. Ông tin quả bom đó họ sẽ đánh bại được con quái bắt buộc phải được để không uổng phí sinh mạng của những người đã hy sinh lấy thông tin về du thấy gen có vẻ hơi lạ nên linh cho biết cô gặp vấn đề khi đối mặt với đàn ông lớn tuổi với du thì khác vì cậu như kiểu anh trai ông tướng thấy cô chủ nhiệm có học trò dễ thương phết và giờ thì muốn họ chứng kiến sức mạnh của vũ khí chống quái vật chiều hôm đó du nhận thấy tia vẫn còn sợ hãi trước con quái vật kia vì cô sợ là chỉ cần bị chiếu chúng thì ai cũng thành bộ xương nhưng cậu cho rằng họ chiến đấu là để tránh điều đó xảy ra và kế hoạch là thứ phục vụ cho việc họ chiến đấu. Tia hy vọng được giúp gì đó, cậu nghĩ rằng cô chỉ cần ở đây và cổ vũ cho mọi người là được. Vì chỉ cần có động lực thì cậu và mọi người sẽ chiến đấu hăng hơn. Tối đó, con quái vật đã đến đúng vị trí và quả bom cũng sắp được mang đến. Ông ước tính là họ sẽ phải thả từ độ cao 8.000 mét để tránh con quái chiếu tia và làm bào mòn bớt quả bom. Và con quái này thường sẽ đứng yên để tấn công nên tỷ lệ chúng gần như chắc chắn. Ngay khi vừa đến vị trí thì quả bom đã được thả xuống con quái vẫn hành động như bản năng là đứng yên chiếu tia quả bom vẫn còn tốt và chỉ cần vài giây nữa đột nhiên nó mọc ra từ mai một con mắt khác và nó chiếu ra một cột năng lượng khổng lồ quả bom cứ thế bay màu trong sự hoang mang của toàn thể mọi người việc nó mọc ra một con mắt ở giữa mai không ai biết được nên chẳng có một kế hoạch nào để dự phòng tia lúc này nhận ra kế hoạch kia đã thất bại và dấu ấn của cô bé càng nóng hơn tia cảm nhận được con quái đang kêu gọi nên cô giáo đành nói du đưa tia vào y tế Đại tướng sau đó có gọi đến và thông báo về vụ con mắt thứ ba. Cô giáo thấy nó hẳn là đã phải cùng đường thì mới dùng đến. Nhưng không giết được nó thì cũng vô nghĩa. Ông có hỏi về tia và muốn họ gửi dùng lời xin lỗi vì ông đã không đáp lại được kỳ vọng từ cô. Họ sau đó đều đến thăm tia trước khi chính thức bàn lại kế hoạch tác chiến. Họ nhận thấy con mắt trên lưng có uy lực lên tới cả triệu năm. Nhưng với họ thì hai nghìn hay vài triệu cũng như nhau. Con quái hiện đang cách họ 150 cây và họ sẽ đợi khi nó đến gần còn 6 cây thì sẽ đánh cả nhóm sẽ nấp sau núi lửa vì với kích thước của con quái cộng thêm tầm nhìn từ đường chân trời thì nó sẽ không thể phát hiện ra cả nhóm tàu sẽ đưa tia ra một hướng để thu hút chú ý từ con quái và họ sẽ ở sau ngọn núi dồn toàn lực bắn vào con quái để dứt điểm việc này sẽ cần tích tụ nhiều nên cô giáo đã chia từng cặp ra để hỗ trợ lẫn nhau mitsuki sẽ đi với lin lisa đi với gen fiji sẽ đi với honoka còn cặp đôi nhân vật chính sẽ là cặp cuối họ tuyệt đối không được mất cảnh giác vì không thể loại trừ khả năng nó còn năng lực ẩn giấu nào đó khác. Quân đội đã thất bại nên giờ họ là những con người duy nhất có thể ngăn chặn thảm họa. Dù sau đó đã đi luyện tập sử dụng đạn phản trọng lực, cậu nhớ lại lời cô hiệu trưởng có nói rằng hiện tượng của cậu không quá lạ, vì chuyện cậu có được năng lực của thủy quái sau khi hạ nó cũng tương tự như cách em gái cậu có năng lực từ con mực năm xưa. Có thể xem đi là những cá nhân có thể tước đi năng lực của quái vật sau khi hạ được nó, nên chúng mới tấn công con người vì sợ bị loài người tước đi quyền năng. Cô hy vọng cậu sẽ hốt luôn con màu đỏ lần này về nữa cho đủ một cặp. Cậu sau đó cũng có phát hiện Aizit đang tập luyện bên kia. Và dù ở xa nhưng cô đã nhắm được chuẩn xác hơn nhiều. Cả hai đã ngồi lại nói chuyện và cậu có nói về phần thưởng mà cô đã tặng cậu sau khi đánh thủy quái. Cậu biết đó là nụ hôn đầu của cô nhưng cô sẵn sàng trao cả lần hai. Cậu định nói gì đó thì cô cản lại vì giờ cô chưa muốn nghe. Cô lo sợ khi nghe xong thì cảm xúc cô sẽ rối loạn mà không tập trung được cho trận chiến trước khi đến giờ. Ai nấy đã đến thăm tia, cô bé cũng tỉnh lại và cho rằng bản thân sẽ cố gắng để xứng với vai trò của một người vợ du cũng hứa sẽ đánh bại con quái vật và để tia được an toàn cô giáo thông báo là chiến dịch bắt đầu và tàu cũng đã tách khỏi cả nhóm để đi về một hướng nhóm của du vẫn ở lại trên đảo và đứng theo cặp đã được cho sẵn con quái đã bắt đầu đổi hướng đi và nhắm vào con tàu nên nhóm của du đã sẵn sàng khai hỏa một người sẽ vận chiêu một người sẽ cung cấp năng lượng cứ thế bốn cặp đã tụ được bốn chiêu cực đại để chờ khai hỏa ngay khi cô giáo đếm ngược xong thì cả bốn phát đều được khai hỏa, thế nhưng họ không ngờ rằng, khi vừa bắn ra thì con quái đã dùng con mắt thứ ba bắn lại một tia để đẩy lùi bốn phát đạn từ họ và xuyên thẳng đến nơi cả nhóm đang đứng. Tia sáng gần như sắp chạm đến cả nhóm nếu Honoka không kịp thời làm gì đó khiến đá dưới chân họ lún xuống và tạo cơ hội cho Du bắn một viên phản trọng lực đẩy tia sáng đi. Cả nhóm buộc phải trở về và vứt bỏ cả hòn đảo để con quái hủy diệt. Ai nấy đều bất lực trước nó và khá cay vì nhiệm vụ thất bại và giờ hẳn quân đội sẽ không để yên cho tia vì cô vẫn đang là mục tiêu bị quái vật săn đuổi. Hai anh em Du đã ra ngoài, cô giáo cũng cảm ơn vì nhờ cậu mà ai nấy đều an toàn. Nhưng cậu cho rằng công lớn là ở Honoka, cậu đi gặp Mitsuki thì cô lại tự trách bản thân khi để mọi việc lại cho cậu và Honoka xử lý giúp. Cậu thấy em gái luôn có cái thói xấu là tự trách bản thân. Cậu vẫn chưa từ bỏ và muốn chiến tiếp với con quái. Cậu và Mitsuki đã xem lại đoạn phim về con quái và nhận ra một điểm bất thường ở nó. Nó không thể dùng con mắt thứ ba kia nhiều lần liên tục. Thế là cậu đã xin được gọi cho Loki và nhờ anh ta thuyết phục quân đội làm cho cậu một quả bom nữa vì cậu có cách để tiêu diệt con quái. Anh ta quyết định nể mặt cậu lần này mà sẽ nghe theo. Cậu sau đó đã bàn lại với cả nhóm và thấy được con quái này cần ít nhất 5 giây để hồi lại chiêu từ con mắt thứ ba kia. Và họ sẽ tận dụng quả bom để tấn công nó lúc nó vừa xảy chiêu từ con mắt kia. Quả bom lần này sẽ phải được độ lại để trụ được tối đa 5 giây sau khi dính đòn. Và theo lý thuyết, chỉ cần quả bom chạm chúng được con quái là nó tèo. Honoka đã kéo cậu ra ngoài vì cô không chắc kế hoạch có thành công hay không vì cô nghi ngờ con quái này còn có khả năng nữa là nhìn trước tương lai. Đột nhiên Aizit chạy đến gọi cậu về vì lại có cãi nhau. Mitsuki lúc này cho biết đầu đạn của quả bom quá lớn nên sẽ cần ai đó rơi chung cùng quả bom để chỉnh lại thủ công. Nhưng Lisa không hiểu sao cô lại nhận việc này một mình. Vì cô không thể giao việc nguy hiểm này cho ai và trường hợp tệ nhất thì cô nhờ mọi người chăm sóc tia giúp lisa không cho nhưng mitsuki cho rằng đây là quyết định của đội trưởng đột nhiên tất cả đều tình nguyện tham với cô kể cả du lisa cũng quyết định luôn là cô sẽ tha thứ cho mitsuki nếu cô lập được một kế hoạch để đối phó lại các tình huống bất ngờ đồng thời giúp tất cả trở về an toàn tối đó mitsuki không tin là được là du cũng đồng lõa theo cậu cho rằng mọi thứ không quan trọng miễn là cậu đi cùng được thì chật vật mấy cũng làm cả hai đã trò chuyện một lúc về kỷ niệm năm xưa có cái cậu nhớ có cái thì đã mất nhưng cậu vẫn không để Mitsuki biết chuyện. Cô sau đó đã ra về để lên kế hoạch. Cậu đến thăm tia thì cả căn phòng khám đã bị phá nát. Cậu nghĩ là Loki nhúng tay vào nhưng cậu lại bắt gặp Honoka đang đưa tia đi. Cô muốn hy sinh tia để cứu mọi người bởi kế hoạch của cậu sẽ rơi vào bế tắc. Cậu chạy đến thì cô búng tay khiến bên dưới cậu phát nổ. Nhận ra cô ta là Kili nên cô ta cũng thú nhận luôn là bản thân đã cố ý để bị bắt nhằm trà trộn vào đây. Với khả năng thay đổi diện mạo thì việc trà trộn là không khó cô ta đã đặt tia xuống và sau đó biến trở lại hình dạng ban đầu. Cô ta đã trà trộn vào đây ngay từ đầu, cô ta tung lửa về phía du thì cậu rút súng niter ra bắn để dập lửa. Cô ta cho rằng thà để tia làm rồng còn hơn là để cô chết dưới tay quân đội. Nói xong cô ta ném một đống vật chất tối về phía cậu, du lấy khiến ra đỡ rất nhanh nhưng cũng chỉ đỡ được một đòn. Nhưng cậu đã nhớ lại lời dạy rằng bản thân cậu sẽ không thua một con người nào, thế là cậu lấy dao lao đến và khống chế được cô ta. Nhưng cậu không ra tay mà đến chỗ của tia, cậu cho rằng tia đã chọn làm người và cậu cũng xem cô ta là người vì đơn giản là cậu vẫn có thể hạ được cô ta thấy cậu cũng khá thú vị nên kili để cậu giữ tia và cảnh báo về việc con quái có thể thấy trước tương lai cậu đã báo lại cho mọi người và ai cũng bất ngờ khi kili đã giả dạng và trà trộn lâu đến vậy nhưng vấn đề bây giờ là việc con quái thấy được trước tương lai sáng hôm sau mitsuki đã ra một kế hoạch chi tiết và có ba nhánh kế hoạch cho ba trường hợp khác nhau hai người sẽ điều hướng bom và phải căn để con quái không né được tất cả họ sẽ ở trên cao và lập kết giới để tránh chịu ảnh hưởng từ quả bom. Cô cũng lập sẵn ba kế hoạch dự phòng cho ba trường hợp khác nhau là con quái bắn một phát hoặc hai phát liên tục cho đến trường hợp là nó có thể né được. Du và Isis sẽ là cặp đôi hành động dựa trên tình huống và Du sẽ là người chỉ huy nếu vài trường hợp hy hi hữu xảy ra, con quái đã nhìn trước được quả bom thì đột nhiên dừng lại. Ai nấy đều đã nhận ra nên khi vừa đến nơi thì ngay lập tức thả bom xuống, cả nhóm đã ngồi ở trên quả bom và rơi xuống. Con quái đổi tư thế và bắn ra bằng con mắt trên lưng, quả bom đã hoàn toàn trụ được sau phát đầu tiên. Nó cố dùng đòn cấp thấp để câu kéo chờ con mắt trên kia hồi lại và nó hồi kịp để bắn phát nữa. Quả bom đã tan rã nhưng chí ít cả nhóm đã dùng quả bom như một cái khiên để chặn hết đòn. Ngay khi khiên vỡ thì Lisa đã phóng cây lao thẳng vào mắt nó và thành công vô hiệu kỹ năng mạnh nhất. Họ sau đó chia ra mỗi người một góc để tấn công từ nhiều phía. Du vác luôn khẩu pháo ra cho nóng và ai nấy đều đã xả đòn mạnh nhất ra và cho con quái bay màu tia cũng đã khỏe lại nên có thể chắc chắn con quái đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Mitsuki đã được tha thứ và đây là lần đầu cô với Lisa có thể ôm nhau một cách thắm thiết như này. Cả hai xem như cứ như là gia đình và họ quyết định mở tiệc để ăn mừng chiến thắng. Bên quân đội cũng đã có thể yên tâm vì các đi đã giải quyết được quái vật. Loki thật sự tự hào vì đã đào tạo nên được một người như Du. Hiệu trưởng nhìn thấy những học trò yêu quý đã về nên nhất định phải mở tiệc lúc về ký túc. Mitsuki đã nhắc cho Du biết về lời hứa năm xưa, rằng cô sẽ vẫn luôn giữ tình cảm của mình với du và không bao giờ thay đổi rằng cô sẽ là người yêu du nhiều hơn bất cứ ai cậu sau đó đi gặp aizit và kể cô nghe về giao kèo của cậu với x cậu lo rằng sau này sẽ quên luôn cả cô thì cô muốn cậu nói ra những ký ức cậu muốn lưu giữ để cô có thể nhớ thay cậu và thế là du cùng các cô gái đã quay trở lại cuộc sống học đường như mọi ngày cùng học cùng vua đùa và ở bên nhau phim đến đây cũng là kết thúc